Em nào xin chào tất cả các chị đẹp của nhà Quỳnh Anh Luxury. Các chị ơi, ngày hôm nay Quỳnh Anh lại về tiếp một tông màu rất là đẹp cho em siêu phẩm dạ hội này các chị. Mẫu này bất kể các chị các cô này mang lên cũng rất là sang trọng và quý phái đúng không ạ? Mã sản phẩm là QA5730, có đầy đủ size đến tận 75 cân cho tất cả tình yêu của em luôn ha. Mẫu này đây được làm bởi chất vải là von chiffon cao cấp, mềm mại và cực kỳ là rũ vải, bước đi là uyển chuyển vô cùng luôn các chị. Các chị có thể thấy thì em đầm này đầu tư rất là nhiều những cái bông hoa cũng như những hạt đá pha lê rất là lộng lẫy và kiêu sa đúng không ạ? Cầm thêm một chiếc túi xách nữa thôi là chị em mình có thể rất là đẹp rồi, mình đi tiệc rồi đúng không? Rồi tiến lại gần hơn cho em nè. Bây giờ mẫu này các chị mình phần cổ cho em nha, sẽ có những hạt đá pha lê kết rất là đẹp luôn các chị ơi. Vần tay thì thêu hoa cho em nữa các chị mình nè. Và lộng lẫy nhất là phần bên trước ngực, vô vàng những bông hoa và những hạt đá pha lê được những người thợ bên em kết thủ công bằng tay, rất là tỉ mỉ và công phu. Và các chị thấy là đá là em làm dạng ngũ sắc luôn các chị nha, tạo thêm cho các em đầm mình có một cái điểm nhấn đặc biệt hơn các chị mình ha. Bên dưới đây thì em còn làm những họa tiết hoa rơi cho các chị để cái đầm của mình nó không bị trơn nữa các chị nha. Rồi bên trong đây các chị thấy là một cái đầm rồi, và hai bên ngoài là có hai cái tà cho em nữa các chị. Thì so với dáng áo dài truyền thống thì với dạ hội dáng áo dài các chị mình sẽ che được phần bụng mỡ tốt hơn, che được phần bụng mỡ lưng và hai cụm mỡ bên hông nữa, đây là giúp mấy chị mình gọn dáng hơn, ra eo đồng hồ khác hơn các chị mình nha. Bây giờ thì em xoay một vòng các chị mình xem nè. Đấy, sau lưng là có dây kéo cho em luôn các chị ơi. Với lại màu mà em đang may ở đây là tông màu đỏ nữa, nên là các chị mặc lên rất là sáng da và phù hợp với mọi bữa tiệc luôn các chị mình ha. Mẫu này ngày hôm nay thì bên em đang có mức giá ưu đãi cho các chị mình nữa. Một em đầm sang trọng thế này mà ngày hôm nay mức giá chỉ có 980.000 thôi. Đã vậy còn miễn phí vận chuyển về đến tận nhà cho tất cả chị yêu của mình nữa. Hiện tại mẫu này thì em đã có tại cửa hàng rồi. Địa chỉ là D6/6A Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà chị nào ở trong Sài Gòn các chị ghé qua mấy chị mình thử hàng giùm em ha. Còn nếu mà các chị yêu mình ở xa thì ngay bây giờ để lại cho em số điện thoại bên dưới. Bên em sẽ có nhân viên alo và tư vấn size nhé.